Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá Việt Nam mới nhất của kênh chúng tôi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam để theo dõi và ủng hộ cho chúng tôi. Và sau đây là những thông tin bóng đá đáng chú ý trong 24 giờ qua. Chuyên gia Jernej Kamenšek thẳng thắn nói rõ trình độ của Quang Hải tại League 2. Chuyên gia Jernej Kamenšek đã dành lời khen cho bàn thắng đầu tiên tại Pau FC của Quang Hải. Ông cho rằng điều đó sẽ giúp tiền vệ người Việt Nam tự tin và nỗ lực hơn trong thời gian tới. Sau khi bàn thắng đầu tiên ở trận hòa 2-2 trước Rodez, Quang Hải vẫn chỉ được huấn luyện viên Didier Thôlot tung vào sân ở phút thứ 80 ở trận đấu tiếp theo gặp Anasi. Hơn 14 phút có mặt trên sân, tuyển thủ Việt Nam gần như không có đóng góp nào đáng chú ý cho Pau FC dù đội giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Trong quãng thời gian có mặt trên sân, Quang Hải tung ra tổng cộng 3 đường chuyền nhưng chỉ có một trong số đó trúng đích. Theo thống kê, tỷ lệ chuyền bóng thành công của tiền vệ sinh năm 1997 là 33%. Tính cả mùa giải League 2 2022-2023, con số này của Quang Hải chỉ đạt ở mức 66%. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác của Quang Hải đang ở mức gần thấp nhất nếu so với các tiền vệ khác ở Pau FC. Henry Saivet có tỷ lệ chuyền chính xác là 79%, trong khi thông số này của Eddie Slaveschi còn lên tới 83%. Đây cũng là một phần lý do khiến Quang Hải phải ngồi dự bị cho hai cái tên này. Với những thống kê trên, không thể phủ nhận rằng Quang Hải đã gặp khó khăn sau 7 trận không ra sân cho Pau FC trước khi ghi bàn vào lưới Rodez. Đây là điều mà ông Jernej Kamenšek hay nhiều chuyên gia dự đoán. League 2 không phải là một giải đấu dễ dàng, đó là một giải đấu mà các cầu thủ xem như một bước đệm hoặc một sự chuyển đổi sang một câu lạc bộ đẳng cấp thế giới. Vì vậy, không dễ để Quang Hải thích nghi với tốc độ cao và vật lý ở đây. Chuyên gia Jernej Kamenšek cho rằng bàn thắng đầu tiên của Quang Hải giúp Quang Hải giải tỏa áp lực trong thời gian trước. Ông cho biết, tôi không nghĩ một bàn thắng đã là điều gì quá lớn. Nó không đủ lớn để tạo ra sự thay đổi đột phá cho Quang Hải. Cậu ấy sẽ còn phải cố gắng rất nhiều nữa để thích nghi nhiều hơn nữa với đội bóng để phát triển hơn về thể lực, hòa nhịp nhanh hơn với tốc độ các trận đấu tại League 2. Quang Hải cần phải tranh chấp thành công, cướp được bóng và vượt qua đối phương. Cậu ấy cũng cần làm quen với cường độ thể lực, tốc độ với các đồng đội xung quanh. Ở châu Âu, các pha tranh chấp nặng nề về thể lực hơn nên Hải phải học cách thoát đi nhanh hơn. Cậu ấy cần cố gắng cải thiện mỗi ngày, chuyên gia này đưa ra lời khuyên. Có lẽ Quang Hải cần thêm thời gian để cải thiện và chúng ta cũng cần chờ đủ lâu để có hình dung rõ ràng về tương lai cho cậu ấy. Điều quan trọng lúc này là Quang Hải cần tập trung thích nghi và nỗ lực hết mình. Dù sao, huấn luyện viên trưởng và các đồng đội tại Pau FC cũng có cái nhìn tích cực hơn rất nhiều về Quang Hải so với thời điểm bị nghi vấn cách đây 3 tháng. Với 3 điểm có được ở vòng 12 League 2, Pau FC đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 2-0. Kết quả này giúp cho đội bóng miền Nam nước Pháp tạm thời thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Họ vươn lên thứ 13 trên bảng xếp hạng với 14 điểm, hơn nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm. Ở trận đấu tiếp theo, Pau FC sẽ trở về sân nhà Stade Nottingham tiếp đón Nîmes tại vòng 13 giải đấu này lúc 00:00 rạng sáng ngày 23 tháng 10. Đây chính là cơ hội vô cùng thuận lợi để Quang Hải tiếp tục ghi dấu ấn tại League 2. Trong buổi họp báo, huấn luyện viên Didier Thôlot của Pau FC đã lý giải chiến thuật giúp cho đội nhà giành chiến thắng 2-0 trước Anasi. Bên cạnh đó, Quang Hải được đưa vào sân ở những phút cuối trận này. Bàn thắng vào lưới Rodez ở vòng 11 không giúp Quang Hải giành lại suất đá chính trong đội hình Pau FC. Tuyển thủ Việt Nam vẫn được xếp vào danh sách dự bị khi đội nhà chạm trán Anasi trên sân khách ở vòng 12. Huấn luyện viên Didier Thôlot tung Quang Hải vào sân ở phút 82. Đó là thời điểm Pau FC vừa ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Tiền vệ sinh năm 1997 chạm bóng rất ít trong những phút có mặt trên sân. Trong khoảng 10 phút cuối trận, Pau FC chơi với đội hình thấp, ưu tiên sự an toàn để bảo vệ tỷ số. Quang Hải hầu như chỉ hoạt động ở sân nhà cùng các đồng đội phòng ngự. Đội chủ sân Nottingham hầu như không tấn công khi tuyển thủ Việt Nam góp mặt trên sân. Thế nên, Quang Hải chủ yếu tham gia mặt trận phòng ngự. Theo SofaScore, Quang Hải có 5 lần chạm bóng, chỉ chuyền chính xác 1/3 đường chuyền và có 4 lần mất quyền kiểm soát bóng. Huấn luyện viên Didier Thôlot đã có những sự ổn định về nhân sự trong thời gian qua. Do đó, ông không sử dụng Quang Hải đá chính ở trận gặp Anasi. Huấn luyện viên trưởng Pau FC tiếp tục bố trí đội hình 3-5-2 thiên về phòng ngự. Ông muốn dựa vào khả năng sáng tạo của Eddie Slaveschi và tốc độ của Mons Basuamina cho các pha phản công, cả hai khiến hàng thủ chủ nhà khổ sở. Tham dự buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Didier Thôlot đã lý giải chiến thuật giúp Pau FC giành chiến thắng trước Anasi. Ông chia sẻ, chúng tôi cũng đã xem xét các số liệu thống kê của đối thủ và biết rằng nếu họ ghi bàn thắng trước thì mọi thứ sẽ rất phức tạp. Bất cứ khi nào Anasi có bóng, họ sẽ tạo ra các pha lên bóng nguy hiểm. Vì vậy, tôi bố trí số đông cầu thủ để không để lộ các khoảng trống như các trận đấu trước đó. Chúng tôi muốn thu hút họ để có nhiều không gian cho các cầu thủ ở phía trên. Tôi nghĩ đội thành công với chiến thuật này. Thực sự, chúng tôi cũng có thể làm tốt hơn nữa bởi có nhiều tình huống thuận lợi để ghi bàn. Đây là tín hiệu tốt để đội sẵn sàng cho những trận đấu khó khăn hơn phía trước. Chiến lược gia người Pháp cho biết thêm, ở trận đấu trước,
Huấn luyện viên Didier Tholot chia sẻ về Quang Hải ở cuộc họp báo trước vòng 12 League 2. Ông cho biết, thành thật, tôi chưa bàn việc để Quang Hải về thi đấu giải vô địch Đông Nam Á, mà chỉ muốn tập trung vào những trận đấu. Chuyện đó hãy để sau, chúng tôi không thảo luận chi tiết về việc này. Tôi nghĩ còn tùy vấn đề trên, có làm ảnh hưởng đến kết quả của câu lạc bộ hay không. Trong khi đó, huấn luyện viên Didier Tholot không nhắc cụ thể bất kỳ cái tên nào sau trận đấu với Annecy. Tuy nhiên, ông khẳng định toàn đội đã thi đấu nỗ lực để mang về chiến thắng cho Pau FC. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng thành công khi giữ sạch lưới. Lúc này, Pau FC thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 trên sân của Annecy. Kết quả này giúp đội chủ sân Nottingham tăng 3 bậc trên bảng xếp hạng League 2 lên vị trí thứ 13. Tuy nhiên, Pau FC chỉ hơn nhóm xuống hạng 2 điểm. Câu lạc bộ nơi Quang Hải đang thi đấu hợp tác với Mansion Sport nhằm mở rộng sự hiện diện tại châu Á, chuẩn bị cho kế hoạch du đấu tới Việt Nam năm sau. Đại diện Pau FC, ông Bernard Laporte Frey cho biết đây là một bước tiến mới trong sự phát triển quốc tế của câu lạc bộ. Qua việc kết hợp với Mansion Sport, sự kiện này mở ra cánh cửa đưa chúng tôi với châu Á nhanh hơn, nơi có những cầu thủ chất lượng, vị này nói. Theo thỏa thuận, Mansion Sport sẽ hiện diện ở các vị trí nổi bật trên áo đấu và bộ đồ tập của các cầu thủ Pau FC và khán đài sân vận động. Đổi lại, Pau FC được quảng bá hình ảnh tốt hơn tại các thị trường châu Á mà Mansion Sport góp mặt. Đồng thời, thương hiệu thể thao sẽ hỗ trợ một chuyến du đấu của câu lạc bộ tại Việt Nam cho năm tới. Tổng giám đốc của Mansion Sport Entertainment, ông Shuni Jamthani chia sẻ: "Chúng tôi rất vui khi có một câu lạc bộ bóng đá giàu lịch sử như Pau FC trở thành đối tác của gia đình Mansion Sport. Chúng tôi sẽ thực hiện một số kế hoạch nhằm mở rộng hình ảnh cũng như hợp tác của đôi bên." Pau FC là câu lạc bộ Nguyễn Quang Hải đang thi đấu với bản hợp đồng vào cuối tháng 6 năm 2022. Vừa qua, đây là lần đầu tiên cầu thủ Việt Nam chơi cho một đội chuyên nghiệp tại Pháp. Anh có trận ra mắt vào ngày 31 tháng 7 trong trận đấu với Bungem trong trận hòa kịch tính với Rodez tại vòng 11 League 2. Quang Hải là người hùng của Pau FC. Anh được tung vào sân ở phút 78 khi Pau FC đang bị đối thủ dẫn 1-2. Chỉ 8 phút sau đó, tiền vệ của Việt Nam đã mang về bàn gỡ hòa 2-2. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên anh ghi được cho câu lạc bộ. Pau FC hiện đang thi đấu tại League 2, giải đấu hạng 2 của bóng đá Pháp. Khởi đầu là Lens de Notre Dame de Pau vào năm 1920. Họ tách ra để thành lập câu lạc bộ bóng đá de Pau vào năm 1959. Năm 1995, câu lạc bộ dưới sự quản lý của chính quyền và bị xuống hạng 4. Sau đó, Bernard Laporte Frey trở thành chủ sở hữu và cải tổ nó thành câu lạc bộ bóng đá Pau FC. Câu lạc bộ đã dần dần leo lên thứ bậc của bóng đá Pháp kể từ khi thăng hạng lên League 2 vào năm 2020. Mansion Sport và Entertainment Group là một tập đoàn vận động thể thao và phong cách sống. Tập đoàn này đặt mục tiêu trở thành trung tâm giải trí hàng đầu châu Á bằng cách hợp tác với một số trung tâm thể thao ở Indonesia, Việt Nam và Thái Lan và đầu tư nhiều vào lĩnh vực F&B trên khắp châu Á. Ông Nguyễn Đắc Văn chia sẻ, mục tiêu về Việt Nam ban đầu của tôi chỉ là đưa được vài cầu thủ ra nước ngoài thi đấu thành công. Sau đó, các cầu thủ xuất ngoại quay trở lại cống hiến để đội tuyển quốc gia đạt thành tích tốt hơn, tạo động lực cho bóng đá trong nước phát triển, cũng như chính họ, hình ảnh bóng đá Việt Nam được quảng bá rộng hơn ra quốc tế. Thật ra, tôi không có ý định tạo bất kỳ cái chợ nào với bóng đá Việt Nam. Thứ tôi muốn là xã hội Việt Nam dần dần coi bóng đá như một nghề, chứ không cảm tính bằng các cụm từ đam mê, tình yêu hay tự hào như bây giờ. Nhìn rộng ra, Việt Nam cần có một ngành công nghiệp thể thao, bao gồm cả công nghiệp bóng đá. Tại đó, các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức bình đẳng tham gia vào sản xuất, quảng bá và tổ chức bất kỳ hoạt động nào vào lĩnh vực thể thao để cuối cùng ai cũng có thể sống được bằng thể thao. Chúng ta không bao giờ được để xảy chuyện sau những tràng vỗ tay, những đêm đi bão của người hâm mộ cả nước. Nam nữ cầu thủ muốn có tiền sinh sống hoặc phải bán độ, hoặc phải bán rau. Trong khi đó, cầu thủ bóng đá ở nước ngoài lấy siêu mẫu, đi siêu xe là chuyện thường. Cho nên, khi trở thành người đầu tiên làm cho nghề cầu thủ bóng đá ở Việt Nam trở nên chuyên nghiệp, dù xã hội chê cười nhưng các cầu thủ luôn cảm ơn tôi. Và dần dần, các môn thể thao khác cũng bắt đầu có những hành động đảm bảo quyền bình đẳng cho vận động viên. Chính những điều đó mới là động lực để tôi tiếp tục ở lại bóng đá Việt Nam.